Xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh Quốc Chiến Channel. Hôm nay thì Quốc Chiến đi làm về và sẽ ghé thăm bé Tí. Quốc Chiến vừa nhận được cuộc điện thoại của dì Bông và bé Huy thông báo về cái việc là dì Quỳnh đã bị chuyển qua một cái trại giam mới cách xa hơn rất là nhiều, ở Long Khánh, Đồng Nai các bạn. Và bây giờ thì mình vào bên trong nhà để mình thăm xem bé Tí bây giờ thế nào rồi, và thứ hai là để hỏi han dì Bông, bé Huy cũng như là trấn an tinh thần của họ. Thì có thể là trong thời gian tới thì cái việc đi thăm sẽ khó khăn hơn rất là nhiều, bởi vì Long Khánh, Đồng Nai là nó cũng giáp với phía Lâm Đồng rồi. Nếu mà đi là sẽ phải chạy xe khoảng tầm nửa ngày. Thôi bây giờ mọi người theo chân Quốc Chiến nha. Hết rồi chị Vy phải không? Khóc quá hả? Rồi hả? Sao khóc? Hả? Sao đòi? Sao nước mắt rưng rưng vậy? Dạ hả? Thầy Vy đi qua mà không bé là khóc ha. Đi về. Qua wow, thấy đi chơi luôn rồi ha. Dạ. Bà này bớt mập, bớt ú rồi hả? Cái chân qua đây đạp đạp vậy hả? Đạp đạp cái chân vậy đó hả? Hả? Đạp đạp cái chân vậy đó hả? Hả? Con đạp chân vậy hả? Giờ hết gặp mẹ Quỳnh rồi ha. Xa quá rồi sao gặp, đúng không? Giờ xa lắm luôn rồi đó. Rồi, ngoài dẫn vô nè. Thử xe ngồi nè. Chuyển từ xe này qua xe kia. Đó, đi chơi là về là vậy á. Mà mới đi ra, mới mỗi vậy đi ra nó ngồi nữa. Vậy ha. Hôm qua người ta gọi điện hả dì Bông? Người ta gọi người ta nói sao? 7 giờ tối rồi. Rồi 26 tay tới giờ. Dạ. Đây là đưa từ hai mấy rồi ha. Giờ mới cho biết hả? Lỡ mà đi thăm với là coi như không gặp rồi. Ôi, đây là bên trại giam gọi cho mình ha. Rồi bây giờ chị Quỳnh chuyển qua trại nào rồi dì Bông? Cái năm á. Trại gì? Lâm ngay trên Lâm Khánh nha. Lâm Khánh hả? Ừ. Vậy xa quá ha. Chắc giáp Lâm Đồng rồi. Tôi không biết là sáng sáng tôi đi. Giờ tí hết được đi rồi. Xa vậy sao đi nổi? Đi nó đâu xe thăm đâu, đi đổi tiền. Vậy ha. Nói coi gì đổi tiền cho chị Quỳnh Bàn chứ xài. Tôi lên hồi bữa 26 tay. Là gửi qua cái gì? Số tài khoản hả? Gửi tiền đó. Thôi đi lên gửi tiền còn có cái là nó không cho gửi được chỗ ăn. Là khi nào? Mai đi. Là gửi ở đâu? Đi lên Long Khánh nha. Vậy hả? Cả năm. Không được gửi đồ ăn, sao vậy? Ở trên đó chồng nó bán đồ ăn, nó kêu gửi tiền. Ngày mai phải kêu ông chở đi lên đó coi sao. Dạ. Đi phải mai phải đi
Thì nó khoảng bao nhiêu tiếng gì không? Cái cũng 3 tiếng mấy. 3 tiếng mấy hả? Và gấp đôi đi lên Bố Lá hả? Đôi Bố Lá nhiều. Bố Lá vậy chừng tiếng tiếng mấy. Rồi có chạy qua Bố Lá không? Không. À, đi đường khác. Này đâu có đi đường cắt, những này đi nó gần Mũi Né, nó gần Phan Thiết. Vậy hả? Đây Lâm Đồng, anh ấy gì nè? Ờ, Lâm Đồng. Là cái chạy cuối cùng phải không? Thường là người nào người ta cũng đi ba chạy hết vậy. Chạy Bố Lá thật ra là cái chạy tạm thôi chứ không phải là ở đó luôn. Không ngờ đi sớm quá ha. Tí ơi, bữa nay đi nhanh quá, ngồi xe di chuyển nhanh quá. Đứng lại, đứng lại. Con đứng lên đi. Đứng lên, đứng lên cao lên coi. Đứng lên cao coi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, đi đi, đi đi. Đi đi. Đi đi. Ở đây hết đi thăm mẹ được rồi. Chứ xa quá tí đâu đi được. À. Quay đi cũng đâu có được vô đâu phải không bông? Có được đâu, vô không? Đâu, hỏi rõ ràng gì bông hỏi rồi nó nói à. Gì chỉ đi lên rửa tiền thôi. Cái còn mà vô tâm thì tâm cũng được. Nhưng mà bên à. Bố Lá gọi hay là bên Long Khánh gọi? Ở trên Long Khánh rồi. À. Tôi đang trồng rồi. Vậy hả? Người ta cũng nói rõ mày là không được thăm. Là do cái gì hay là do cái dịch, tính chất dịch. À, vậy hả? Nó đang dịch thăm không có được. Vậy hả? Vậy chỉ có rửa tiền cho chung già mấy ông thôi. Đi thẳng lên trên đó coi nó làm sao, tình hình nó làm sao. Rồi. Hỏi rõ ràng rồi bắt đầu tháng sau mình tính. Mà mình đi lên được mà tháng sau mà lấy được thì đỡ được. Nó không, con kia đó bán tiền đủ. Thì khi nó lấy thì không có cần xanh gì bỏ ăn gì hết. Kia đó nó đâu kia đây. Tại vì nếu mình chạy cho mình là nó lấy gì xịt đen. Vậy hả? Nhưng mà mấy bữa nay hỏi thăm chị Quỳnh thấy có đỡ không nha? Đỡ, có hỏi anh đó mà anh nói chỉ thì khỏe. Dạ. Thì máy lên hồi 26 tay này là chỉ không có tiền ăn thôi. Nói chung chắc kiến thức là có thể có bỏ được chứ có cài được một tội. Cái đó là chỉ khác, cái này chỉ mập mập ra khỏe rồi. Còn 2 tháng đúng không? Hai tháng nhất có cơ rồi là các cơ nó lên nó bắt cơm là nó đã hết lâu rồi. Nó đã ở nhà nó đã uống thuốc rồi nó đâu có còn nữa mà mình sợ nó không. Khi nó đi lên đó là nó hết hẳn rồi. Thì tại vì cái hành cách mà giờ đã đi lên bị bắt rồi là người ta nói nó về xì ke không chứ người ta không nói là có cái tiền sử quá khứ là người ta sẽ quy vào cái đó đúng không? Thì đó, cẩn thận à, đúng rồi, nó sợ. Ở giờ tí, giờ là hết gặp mẹ rồi. Coi như là chào tới ngày mà nó về thôi chứ. Cảm gì vậy? Xa quá. Xa quá, không cho đi, nếu mà gặp mặt không cho đi, xa lắm. Đi mấy tiếng hồ, cho đi nổi. Bây giờ ông đi, cũng còn sợ đi, ngồi không nổi. Tại vì cắn cái nó dữ vậy chứ, cắn cái bộ con chim dữ vậy. Tại vì mà mặt nhăn nhó vậy. Ở đây đòi chị Vi dữ quá ha. Chị Vi có hay qua không gì không? Chị gặp cũng qua vô ra nó đó. Vậy ha. Thấy chị Vi là nhào nhào tới đòi bé phải không? Thì nó cái đu còn hơn nó với là dân nó đu còn hơn ai. Này có hay đọc kinh không vô không hay hôm nay rằm? Rằm ha. À, nhìn gì, cửa gì, hả? Sao? Thấy thăm mẹ rồi? Giờ sao đi thăm giờ? Hả?
vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Chạy trốn à? Chạy trốn. Cái gì vậy con? Bây giờ anh ăn nhiều gì không? Cũng ngại chén đó. Dạ ha. Bà uống sữa sao? Sữa ngại cũng bao uống bình. Dạ ha. Bổ sung hoa lại giữa hai cái phải không? Dạ. Giờ vẫn còn uống nhiều. Giai đoạn tiếp theo mới ăn nhiều. Dạ, cái lớn rồi. Cái lớn cái ăn uống nhiều mới có sức chứ. Cái chân bây giờ là đạp liên tục luôn nè. Cái chân này. Chân không cần nghỉ đâu ha. Ngồi xe mà vận động nhiều là phát triển nhanh lắm. Rồi lấy cái gì kìa? Vô đó phải với tôi đi nha. Mày ra đây. Ra đây. Cái làm gì ra đây? Tầm cũng làm gì nè. Mới gọi ông kêu ông mai ông đi xuống nha. Còn cái gì xài không có gì hết mà 300 mấy tiền điện. Ờ, cái máy lạnh chắc cũng nhiều điện á. Không, máy lạnh không có cái nồi. Cái tủ lạnh. Cái tủ lạnh này không có cái nồi. Ở nhà bà em rồi đều hỏi hết. Nhưng cái shop này ta nói cái gì không có cái gì á. Mà xài dữ vậy đây, xài cái nóng, tủ lạnh. Rồi máy lạnh rồi còn có 300 mấy nè. Dạ. Ở đây không máy lạnh, không máy nóng, không gì á. Chỉ có cái tủ lạnh với hai cái quạt máy mà làm gì dữ vậy. Nó không lưu, nó đi tìm điện mình mà nó không lưu giấy. Vậy hả? Nó để mấy cái một cây cái nó đưa cái giấy, cái nó phạt 80 mấy ngàn. Nó đưa giấy mình không đi đóng nó thì nó phạt mình cửa không ít. Trong cái điện đâu á. Giờ cái nó đưa cái điện phạt 80 mấy ngàn. Vậy hả? Thế là đóng trễ là phạt tiền hả? Ờ, phạt 80 mấy ngàn đó. Mà nó đâu đưa giấy cái gì không mà nó đi đâu. Như nếu nó đi ra nhà nó thảy miếng giấy vô nhà gì bao phải tiền ông đi đâu đâu có tính nọ mà để nó cả cá mấy lần vô cùng hả? Lên trên mạng mình tra cứu á, mình còn có chủ động tìm được cái gì không? Không, vậy ông chủ nhà ông nói chuyện, nó nói là tự nhiên lúc trước ở thì mấy người ở đây nè là tới đây cái tiền điện á, tới đây á thì nó điện về nó báo gì hả? Nó nhắn vô điện thoại mà mình mới ở nó đâu có không biết phải không? Không biết phải không? À. Thì nó nhắn là ổng thì ổng tay báo cho mình, ổng không báo ổng gì hết. Thì ổng quên. Tự nhiên giờ bắt tôi đóng em tiền phạt 80 mấy ngàn tôi đâu có chịu. Thì cho giờ ổng chịu tiền phạt tôi đóng 200 mấy tôi cũng đóng nữa. Tự nhiên con công mà. Mà trong hoài tiền điện không thấy đâu á, tự nhiên một tay cái đưa giấy xuống một phạt tao thì tiền phạt đem 80 mấy ngàn. Ông nói rồi để ba tay ổng đi xuống ổng lên nhà đèn ổng mất tiền. Sao bữa nay quậy lắm không? Nay chạy nhảy tung lên không? Tí bữa nay quậy lắm không? Ngồi yên coi, ngồi yên coi. Ngồi yên thử coi, tớ nhảy nhót lên xem chút chút coi nào. Ngồi yên nha, vỗ tay. Vỗ tay. Vỗ tay ra bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh lên đầu. Vỗ tay ra bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà đánh lên
Chào Chi Chi bạn. À, Chi Chi nha. Chưa là mọi người. Chi Chi chạy chạy mà cái đánh thổi lửa con lửa đường đầu rồi Chi Chi bạn. Lửa lỗ tay không này. Chơi luôn này. Chi Chi chạy chạy mà cái đánh thổi lửa con lửa đầu đường đầu rừng đường đường. Chia 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 chia